là một trong những đội bóng lâu đời và giàu thành tích nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Nhưng sau thời của Kim Chi, Kim Hồng, Lưu Ngọc Mai, bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phải đứng nhìn Hà Nội, rồi sau đó là than khoáng sản Việt Nam và phong phú Hà Nam vượt lên phía trước. Để rồi, đến khi cựu tiền vệ nổi tiếng của bóng đá nữ là Đoàn Thị Kim Chi được trao nhiệm vụ chèo lái con thuyền bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng có trụ sở tại sân Tao Đàn đã bắt đầu trở lại vị thế của mình khi 4 năm liên tiếp giành chức vô địch quốc gia kể từ 2019, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam với 11 chức vô địch, nhiều hơn Hà Nội một danh hiệu. Khi Chi được giao trách nhiệm nắm đội 1 của đội nữ thành phố Hồ Chí Minh á, thì bản thân Chi cũng nỗ lực, Chi cũng hy vọng là mình cùng với đội sẽ giành được cái thành tích cao nhất mà trong suốt nhiều năm qua bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh đã không làm được, là cầu thủ cũng như là huấn luyện viên. Thì bản thân Chi cảm thấy rất là buồn, và nó có một cái điều gì đó nó cứ trăn trở. Cho nên khi mà được giao nắm đội 1 thì Chi và toàn đội đều đặt ra cái mục tiêu là phải nỗ lực, phải cố gắng, vì cái không những vì thành tích mà vì cái màu cờ sắc áo của đội nữ thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân Chi cùng với các ban huấn luyện đã đưa ra các cái chương trình tập luyện, nhất là cải thiện cái vấn đề thể lực, vì Chi nhận thấy là vấn đề thể lực của các cầu thủ nữ thành phố lúc đó khá là yếu. Nhiều khi thi đấu tới phút 60-70 thì đã bị chuột rút hết rồi. Cho nên là Chi và mọi người đưa ra cái phương án là đi tập huấn ở Vũng Tàu và nâng cao cái thể lực. Thì rất là may mắn là năm đầu tiên thì đội đã giành được chức vô địch. Cảm giác lúc đó rất là vui, vui lắm. Rồi sau đó là những cái chức vô địch tiếp theo, Chi cứ lo nghĩ, cứ sợ là mọi người kêu bằng là giống như mọi người hay nói là ăn hoài là ngán ấy. Chi rất sợ là bản thân đó có thể không lo đối phương mạnh, nhưng chỉ lo là vì các em chảnh mạng, các em lại chủ quan. Thì mỗi năm chuẩn bị giải thì bản thân Chi như ban huấn luyện cùng với lãnh đạo nữa cũng là phải chấn chỉnh lại cái vấn đề mà tư tưởng, và phải nỗ lực tập luyện để cải thiện. Chi thường nói với mấy em như thế này: nếu như chúng ta làm có thành tích thì chúng ta có thể sẽ cải thiện được vấn đề tiền lương, vấn đề các chế độ, vì cái thời gian đó thì các chế độ cho bóng đá nữ thì cũng rất là khó khăn. Thì ngoài cái chuyện mà giành chiến thắng để mà đem về cái vinh quang cho câu lạc bộ thì các em cũng rất nỗ lực để muốn chứng tỏ là gì, là họ nỗ lực, họ cống hiến thì những phần thưởng xứng đáng sẽ về đến tay, và hy vọng một ngày nào đó bóng đá nữ sẽ được quan tâm hơn, sẽ được đầu tư hơn để cho mọi người sẽ đỡ vất vả hơn. Bên cạnh tài thao lược của Kim Chi và sự đồng lòng của cả tập thể ban huấn luyện thì vai trò của đội trưởng Huỳnh Như vô cùng quan trọng. Tiền đạo mang áo số 9 với tài năng của mình đã luôn đóng góp những bàn thắng quý giá cho đội bóng, góp một phần mang đến những thành công cho câu lạc bộ. Tài năng của Huỳnh Như đã giúp cô có cơ hội ra nước ngoài thi đấu và trở thành cầu thủ nữ thành công nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực của mình ra nước ngoài thi đấu, cầu trung vệ Trương Thị Kiều chấn thương, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã mạnh dạn trao băng đội trưởng cho Trần Thị Thùy Trang, một cầu thủ có xuất phát chậm hơn các đồng đội khác. Thì bản thân Trang cũng chưa bao giờ nghĩ là mình theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, mặc dù là đam mê bóng đá từ nhỏ. Thật là tình cờ khi Trang vào trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 thì trường Đại học Thể dục Thể thao có tham gia một giải sinh viên cúp Bách Việt mở rộng. Thì Trang năm đó Trang may mắn được lọt vào mắt xanh của các thầy cô ở Trung tâm Thể dục Thể thao 1. Nhưng mà năm đó Trang nghĩ là mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm và chưa đủ hành trang để mà bắt đầu cho một cuộc hành trình mới. Trang tiếp tục học thêm một năm nữa
Sau đó tốt nghiệp đại học năm 2012 thì mới bắt đầu lên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Gia cảnh khó khăn, Trang vừa tập bóng đá vừa đi làm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và chăm lo cho người thân bị bệnh hiểm nghèo. Có những lúc cô đã nghĩ đến việc dừng chơi bóng, nhưng niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn đã giúp cô gái quê Quảng Nam tiếp tục đeo đuổi đam mê. Không ai mong muốn là sinh ra trong một gia đình khó khăn. Không ai mong muốn là mình kém may mắn. Có một thời điểm thì em cũng đã suy nghĩ đến việc dừng bóng đá. Nhưng mà cái niềm đam mê của Trang trong người vẫn còn cháy bỏng. Trang cố gắng và tập luyện nhiều, nhiều hơn nữa để giữ vững được cái phong độ và cái thể lực đến thời điểm hiện tại. Và ngoài cái việc nỗ lực ra thì Trang, bên cạnh Trang luôn có những người yêu mến Trang, gia đình, bạn bè và những đồng đội thân yêu giúp đỡ và động viên Trang để Trang có được ngày hôm nay. Trong làng bóng đá nữ Việt Nam, dù không được nhiều người biết đến, nhưng Trang được xem là một trong số những cầu thủ có lối chơi đa năng nhất. Không những chơi tốt trên sân 11 người, mà cô còn từng cùng đội tuyển futsal Việt Nam hai lần giành huy chương bạc SEA Games. Luôn kiên trì, khổ luyện, cuối cùng thành quả cũng đã đến với Trang khi năm 2022, Trang đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành xuất dự World Cup 2023, vô địch quốc gia, cúp quốc gia và huy chương bạc Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Ghi nhận cho những thành tích nổi bật này, Trần Thị Thùy Trang lần đầu tiên được trao cho danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên mà Trang nhận được giải thưởng cao quý nhất trong cuộc đời mình. Giải thưởng này là rất là quan trọng đối với Trang. Bản thân Trang là cũng rất là bất ngờ khi vượt qua rất nhiều ứng cử viên để hôm nay đứng ở đây. Bản thân Trang là rất là vui sướng và rất là hạnh phúc. Trong cuộc sống, thành công chỉ đến khi chúng ta luôn cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân. Không chỉ Thùy Trang, mà một người đồng hương khác của cô là Nguyễn Thị Bích Thùy cũng đã lặn lội từ xứ Quảng vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cơ duyên nó đến bóng đá với em cũng gặp là rất nhiều trắc trở, nhưng mà vì bản thân em không từ bỏ nên là em luôn nỗ lực để có thể là hướng đến xa hơn. Thì trong bóng đá thì nó luôn có sự may mắn và sự ngẫu hứng. Thì khi mình đến với câu lạc bộ thứ nhất một thì có khả năng mình sẽ thể hiện được nhiều hơn. Thì khi các huấn luyện viên là đã cho mình nhiều cơ hội, giống như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cô Kim Chi luôn cho em nhiều cơ hội để em có thể thỏa sức hết đam mê của em và có thể em thể hiện hết bản thân của em ra, thì nó sẽ hướng đến xa hơn. Tên tuổi Bích Thùy đã được nhiều người biết đến khi cô ghi bàn thắng quyết định vào lưới Đại Bắc Trung Hoa, trực tiếp giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé tới World Cup 2023. Thành tích này giúp cho Thùy có được những danh hiệu cá nhân cao quý cũng như học bổng vào trường đại học Hoa Sen. Nhưng ít ai biết rằng sau nhiều nỗ lực cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày cô được khoác áo đội tuyển quốc gia cũng chính là ngày mà người thân nhất, bố của cô, ra đi mãi mãi. Ba em lúc còn sống thì ông cũng hay muốn nhìn thấy em thi đấu ở trên đội tuyển cấp độ đội tuyển quốc gia. Thì cái ngày, và bản thân em cũng luôn khao khát, nhưng mà không có dám một ngày nào đó mình không có nói trước là mình sẽ đạt được mục tiêu là mình lên, nhưng em sẽ cố gắng từng ngày. Và sự may mắn đó đã đến với em và đã đến với giống như là và thể hiện qua những từng năm đó, thì em đã giống như em đã được thỏa hết đam mê của em và cháy bỏng hết ở trên mặt sân cỏ. Có cay đắng mới biết ngọt bùi, nghịch cảnh luôn khiến chúng ta trưởng thành hơn. Thùy Trang, Bích Thùy giờ đây đã là một trong những tấm gương phấn đấu cho nhiều nữ cầu thủ trẻ trên mọi miền đất nước. Còn phía sau những ánh hào quang thành tích là sự cố gắng của cả một tập thể, cùng nhau nỗ lực, gắn kết, sự cống hiến âm thầm từ các cựu cầu thủ như Lưu Ngọc Mai, Kim Hồng, vẫn luôn ra sân hỗ trợ cho Kim Chi và các học trò. Trong thời điểm này, giống như thời điểm mấy năm liền mình vô địch và được cái danh hiệu cao nhất bao nhiêu năm, thì cái cống hiến mà đào tạo trẻ rất là khó khăn. Tại vì mình phải đi tìm các tỉnh thành, các vận động viên, những cái giải nhỏ, những cái mà gọi là phong trào, những cái mà đá phủi của mấy em. Và mấy em nhỏ và thích, những bạn mà thích năng khiếu, thích chơi bóng thì mình mới tập luyện được. Chứ còn mấy em mà chỉ là chơi vui thôi thì không thể nào vào đạo được. Tâm ra cái mà khó khăn nhất là đào tạo trẻ, phải ăn học,
phải thời gian em đó là bỏ ra rất là nhiều, và các huấn luyện viên cũng phải nên chăm chút từng cái một để đào tạo, thì tới ngày hôm nay mình mới được những cái hưởng những cái trái ngọt. Như các em nói, được bao nhiêu năm liền vô địch quốc gia, cúp quốc gia và được những cái vận động viên lên đội tuyển. Hồng thì cố gắng là đào tạo các em đó, thì lấy cái kinh nghiệm của mình từ thời còn vận động viên để trao cho các em có những cái kinh nghiệm để có đóng góp cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Thì trước đó nó là Kiều Trinh, Tiết Mai, thì bây giờ là Kim Thanh. Thì Hồng cũng hy vọng là sau này Hồng đào tạo thêm một số thủ môn trẻ nữa để cho cống hiến cho thành phố cũng như quốc gia. Thực tế ghi nhận là đội bóng giàu thành tích số 1 Việt Nam và góp công lớn cho đội tuyển nữ quốc gia với nhiều thành công ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á. Nhưng các cô gái đá bóng của thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm đúng mức. Hiện họ đang sinh hoạt, tập luyện trong điều kiện cơ sở vật chất khá khiêm tốn. Thậm chí sang năm 2023, khi các nguồn hỗ trợ hợp đồng kết thúc, có thể dẫn đến việc nhiều trụ cột của đội bắt buộc phải ra đi tìm bến đỗ mới để ổn định cuộc sống. Về cơ sở vật chất thì hiện nay cũng đã xuống cấp. Về sân bãi thì chúng tôi cũng chỉ được tập, các em được tập luyện trên sân tàu đàn là mặt cỏ nhân tạo. Và khi đi thi đấu giải thì khắc phục khó khăn bằng cách là sở cũng cấp một phần kinh phí tập huấn để cho các em được thuê sân bóng cỏ tự nhiên để tập luyện cho đúng theo yêu cầu thi đấu của giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia hàng năm. Về vấn đề học văn hóa thì các em cấp 2 thì các em lại học, vấn đề là khó khăn là các em học vào buổi tối sau giờ tập 17:30 chiều là các em bắt đầu đi học. Khi lên cấp 3 thì các em lại do thay đổi của ngành giáo dục thì hiện nay các em phải học 2 buổi sáng chiều. Do đó khi về thì các em tập luyện, do đó nó không đảm bảo được vấn đề về chuyên môn. Nó không thống nhất về cái lịch thời khóa biểu học. Đó là những khó khăn về việc học tập. Về dinh dưỡng thì từ lâu rồi là không có vấn đề hỗ trợ dinh dưỡng như sữa và các cái thức uống để nâng cao cái thể trạng của các cầu thủ. Chúng tôi cũng chưa được sự ủng hộ nào của các doanh nghiệp hoặc là các cá nhân. Nhìn chung cả nước, bóng đá nữ vẫn luôn đối mặt những khó khăn như vậy. Nhưng dường như càng khó khăn, họ càng vươn lên mạnh mẽ và không ngừng nỗ lực. Hầu hết các nữ cầu thủ hiểu rằng chơi bóng sẽ đến một lúc phải dừng lại, con đường tương lai phía trước mới là quan trọng. Do vậy, hầu hết các thành viên của câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh, từ đội 1 đến đội trẻ và lứa U16 đều vừa chơi bóng vừa cố gắng theo đuổi chương trình học văn hóa. Tính đến thời điểm này, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có 6 cầu thủ tốt nghiệp đại học, 12 cầu thủ đang tiếp tục theo học ở các trường đại học sư phạm và đại học Hoa Sen. Các lứa nhỏ hơn, sau những giờ tập luyện căng thẳng, hàng ngày vẫn cấp sách đến trường với ước mong có một tương lai ổn định sau khi kết thúc nghiệp quần đùi áo số. Sau khi mà biết được là mình đã được tốt nghiệp đại học năm nay thì cảm giác lúc đó rất là vui mừng và hạnh phúc. Sau những năm tháng mà em phải rất là vất vả, khi mà mình vừa phải tập luyện thi đấu mà vừa đi học. Cái thời lúc đi học đó thì em cũng được lãnh đạo cũng như là ban huấn luyện tạo điều kiện cho em. Thí dụ như mọi người tập sáng thì như em và các bạn đi học thì có thể dậy sớm hơn để mà chạy hay là tập sức mạnh gì đó. Còn buổi chiều thì khi mọi người tập xong thì đi học về thì tụi em đi tập về thì có thể ra sân để tập luyện. Đối với bản thân em thì em đã tính cho công việc học của em. Em học khá là muộn vì em muốn dồn hết toàn bộ thời mà đỉnh cao nhất, thời điểm mà đỉnh cao nhất là em dồn hết cho bóng đá. Thì em chỉ thực tế là em mới sau khi giành chiếc vé đi World Cup thì em cơ duyên đến với trường đại học Hoa Sen, thì lúc đó em mới quyết định đi học. Em muốn đến hướng đến là một mục tiêu, một hướng đi mới hơn. Thì khi em quyết định đi học thì em biết là vấn đề học và tập thì em sẽ có phân phối. Thì may mắn là trường đại học Hoa Sen đã tạo rất là nhiều điều kiện cho bản thân em, tạo cơ hội và tạo nhiều thời gian không áp đảo cho em để cho em có thể là luân phiên là giữ bóng đá, và đặc biệt là trường Hoa Sen vẫn để cái chuyện công việc bóng đá của em lên hàng đầu.
Nè, em cảm ơn luôn, luôn cảm ơn và sẽ nỗ lực đến bản thân rất là nhiều để cảm ơn cho bản thân để không có thể làm cho những cái người những cái môi trường luôn tạo cho mình cái điều kiện tốt nhất. Theo cái lịch học thì ví dụ như 246 học 246 thì hôm đó em sẽ đi học, còn 357 thì em sẽ ở nhà em tập. Còn nếu đi học xong về khoảng buổi chiều mà rảnh rảnh thì em sẽ tự chơi bóng thêm, tự trau dồi thêm kỹ năng của mình. Và nếu như sau này mà em ra trường thì em sẽ theo đuổi cái đam mê bóng đá của mình, ví dụ như là làm huấn luyện viên chẳng hạn. Nỗ lực của lứa đàn chị đã luôn là động lực, là tấm gương để các cầu thủ trẻ noi theo. Nhờ thế mà bóng đá nữ thành phố luôn có những lớp kế thừa đầy tài năng qua công tác tuyển chọn và đầu tư nghiêm túc. Dạ, tại vì em đam mê, bởi vì em sẽ theo đuổi bóng đá như hình tượng của em như là chị Huỳnh Như. Em ước mơ được trở thành cầu thủ như cô Thùy Trang. Cô đã chơi hết mình với câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh và cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Niềm đam mê của em sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn để theo đuổi niềm đam mê của mình. Em sẽ quyết tâm cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt, cống hiến cho đội bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh và góp phần vào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để cho câu lạc bộ Hồ Chí Minh có kết quả và thành tích thật cao. Sau đó mong muốn góp phần cho đội tuyển nữ quốc gia có thành tích tốt. Ngoài sân bóng, nắng vẫn giăng đầy, gian nan thử thách vẫn không thể khiến những đôi chân nhỏ dừng bước. Những bông hồng thép trên sân cỏ, bằng ý chí, nghị lực và sự kiên trì, hơn 100 cô gái vẫn đang đeo đuổi niềm đam mê với ước mong một ngày nào đó tên tuổi của mình được biết đến, góp sức mà đến thành công chung cho câu lạc bộ và xa hơn là cho đội tuyển quốc gia, trở thành niềm cảm hứng cho các thế hệ sau tiếp nối, duy trì sự phát triển cho bóng đá nữ Việt Nam. Bước sang năm mới 2023, đối với bản cá nhân em thì em luôn mong ước cho gia đình em, mẹ em ở quê nhà thật nhiều bình an. Mong ước cho đồng đội là có thật nhiều sức khỏe để cùng chinh chiến các giải đấu trong năm. Còn bản thân em thì em mong là năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể có được tham dự các giải đấu cũng như câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Đầu năm mới 2023 thì Trang mong ước là bản thân luôn có một sức khỏe dồi dào, giữ vững được phong độ để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho thể thao, cho bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đội tuyển quốc gia, để câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đội tuyển quốc gia gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, và đặc biệt là thi đấu đạt thành tích tốt tại SEA Games 32 cũng như là World Cup sắp tới. Từ lúc Kim Hồng gia đình tới giờ tới nay thì câu lạc bộ thành phố vẫn chưa có một bạn nào để lên xe hoa, thì cũng mong sau sắp tới sẽ có một em nào đó lên xe hoa để đó là lấy cái vía cho bóng đá nữ thành phố. Sau năm mới thì em kính chúc cho quý lãnh đạo, quý thầy cô và người hâm mộ và đặc biệt là gia đình của em thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Năm mới thì em cũng mong ước cho em và những người đồng đội của em ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia thật nhiều sức khỏe, thi đấu thành công và gặt hái thật nhiều thành tích ở năm 2023. Câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh kính chúc quý